5 thực phẩm từ Trung Quốc được cảnh báo phải tránh xa. Từ hóa chất chết người melamine có trong sữa đến mật ong độc hại. Trung Quốc từ lâu đã cho phép thực phẩm chứa độc tố và những sản phẩm xuất khẩu nguy hiểm khác vượt quá giới hạn. Dưới đây là top 5 loại thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc mà tờ Epoch Times khuyến nghị nên cẩn thận. 1. Cá rô phi. Theo thông tin đăng tải trên một tờ báo của Pháp, nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm đông lạnh từ Trung Quốc, đặc biệt là cá rô phi để làm phi lê đông lạnh ẩn chứa nhiều loại chất cấm độc hại. Các loại kháng sinh do người nuôi đưa vào thức ăn hay môi trường sống để kích thích cá sinh trưởng, phát triển khiến các cơ quan nhập khẩu, dù có thiết bị giám sát, cũng khó phát hiện ra. Nguồn cá này thực tế, các hộ nhỏ lẻ nuôi, sau đó các công ty thu mua chế biến, nhưng dưới hình thức là công ty tự nuôi theo quy trình an toàn. Nhiều nước châu Âu thường xuyên đưa ra những danh mục cấm các loại hóa chất độc hại. Tuy nhiên, cấm chất này, người nuôi lại tìm cách đưa chất khác vào. Nhiều người biết rằng, người nuôi cá ở Trung Quốc không cho các con họ ăn cá mà họ nuôi. Có một báo cáo một số năm trước ở Trung Quốc về trường hợp một bé gái sống ở một làng cá bắt đầu có kinh nguyệt khi mới lên 7, do hàm lượng hormone dùng trong việc nuôi cá quá cao. Người nuôi cá sử dụng những loại hormone tăng trưởng và kháng sinh mạnh để cá có thể sống được trong môi trường đông nghịt bẩn thỉu. Có nhiều lời thắc mắc về việc cá rô phi Trung Quốc đã bán ở Việt Nam chưa. Theo nhà quản lý thị trường, hiện nay, sản phẩm cá rô phi bán ngoài chợ hầu hết được cung cấp từ các hộ nuôi trồng ở Việt Nam. Nhưng trong tình hình hàng Trung Quốc có thể tràn sang Việt Nam, thượng vàng hạ cám thì người tiêu dùng cũng nên thận trọng. 2. Cá tuyết. Khoảng 51% số lượng cá tuyết trong các chợ ở Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, tương đương 70,7 triệu pound, khoảng 32.000 tấn mỗi năm. Những điều đó nói về cá rô phi cũng tương tự đối với người nuôi cá tuyết. Cá tuyết ở Việt Nam được liệt vào hàng đặc sản, hầu hết bán cho những nhà hàng, nhưng nguồn gốc từ loại cá này từ đâu thì không ai kiểm chứng được. 3. Nước ép táo. Nếu bạn mua một hộp nước ép táo giá rẻ, có mùi vị không ngon lắm, nó có thể đã trải qua một chặng đường vận chuyển dài, tất cả đều từ Trung Quốc. Khoảng 50% số lượng nước ép táo được bán ở Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, khoảng 367 triệu gallon, khoảng 1,4 triệu mét khối hàng năm. Hộp nước ép ngon và đẹp mắt bạn đặt vào bữa trưa của con bạn, thay vì đưa một lon nước có ga, bạn hãy cho con uống thứ nước có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng chứa đầy thạch tín, một thứ kim loại nặng có thể gây ung thư. Điều chắc chắn là giá các sản phẩm của Trung Quốc rẻ hơn giá các sản phẩm của các nhà nông Mỹ. Nhưng có một lý do làm cho nó rẻ là vì các vườn cây của Trung Quốc dùng rất nhiều các loại thuốc trừ sâu bất hợp pháp có chứa thạch tín để rồi thấm vào cây và đọng vào trong quả. Bã thuốc trừ sâu vẫn còn trong trái cây, rau và thực phẩm chế biến khi đưa đến các nhà cung cấp thực phẩm đã từ lâu là một vấn nạn. Trung Quốc là nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới và thất bại trên diện rộng trong việc xác định những bã hóa chất trái phép hoặc nguy hiểm có trong thực phẩm. Bằng chứng là nước này có những mức giới hạn bã hóa chất rất hào phóng. Ở Việt Nam, mặc dù người tiêu dùng đã rất cẩn trọng với hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nguồn gốc các loại nước ép trái cây thì được ít người quan tâm. 4. Nấm tươi. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc đã thu giữ 35 tấn nấm được xử lý bằng các chất công nghiệp có thể gây ung thư. Cụ thể, chúng được ngâm hóa chất axit citric công nghiệp. Các chuyên gia cho biết, việc cho axit citric vào nấm giúp bảo quản nấm tươi ngon tới 1 năm. Một số người sản xuất đã sử dụng loại hóa chất này để thay cho chất bảo quản không độc hại khác nhằm làm giảm giá thành sản phẩm. Các chuyên gia y tế cho biết, axit citric công nghiệp này có hại cho hệ thần kinh của con người vì nó có thể gây dị ứng và gây ung thư. Ở Việt Nam, hầu hết nấm tươi bán ngoài chợ đều có nguồn gốc rõ ràng và phần nhiều trong chúng được nhập về từ Trung Quốc. Ngoài ra, bạn cũng cần cố gắng tránh xa những loại nấm đóng hộp. 34% lượng nấm chế biến sẵn là từ Trung Quốc, tức là 62,9 triệu won, khoảng 28,5 nghìn tấn mỗi năm. 5. Tỏi. Có rất nhiều cách mà tỏi có thể được cho vào thức ăn chế biến sẵn.
khoảng 31% số tỏi, tức là 217,5 triệu bon, khoảng 98,6 nghìn tấn là từ Trung Quốc. Bạn có thể thấy chúng được dán nhãn sản phẩm hữu cơ, nhưng thực chất không có bên thứ ba nào kiểm tra và chứng nhận những sản phẩm hữu cơ ở Trung Quốc. Để kiếm lời, ai cũng có thể dán nhãn hữu cơ. Ở Việt Nam, những loại gia vị như hành, tỏi, gừng có nguồn gốc từ Trung Quốc được bán tràn lan ngoài chợ và được rất nhiều người lựa chọn vì giá rẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sáu loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ khi sáu loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sát Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trashilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và entocyanin. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chymetron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường, nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị, người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thực phẩm cực độc khiến thai nhi bị dị tật, câm điếc bẩm sinh, bầu liệu mà tránh cho xa, kẻo tự mình làm hại đến con. Mang bầu, mẹ hãy nói không với những món này nhé. Khi mới mang thai, mẹ nên nói không với những thực phẩm chiên rán, đồ ngọt và gan động vật. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, để sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, thông minh, bà bầu nên chọn lựa những loại thực phẩm tốt cho bé và tránh xa những đồ ăn có hại dưới đây. Đồ chiên rán. Trong đồ chiên rán có chứa một lượng nhất định phèn chua, mà phèn chua chứa nhôm, một chất vô cơ. Nhôm có thể xâm nhập vào não của thai nhi thông qua nhau thai. Nếu ăn nhiều, lượng nhôm tích lũy sẽ lớn, làm cho não thai nhi kém phát triển, tăng nguy cơ bệnh đần độn. Đồ uống chứa caffeine. Một số đồ uống có chứa 2,4% đến 2,6% caffeine và hàm lượng các chất kích thích khác. Một số thai phụ sau khi uống đồ uống này bị buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh và các triệu chứng ngộ độc khác. Các phản ứng này ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trái tim, não, gan và các cơ quan quan trọng khác của thai nhi. Kết quả là em bé sinh ra dễ bị các dị tật bẩm sinh. Trà. Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều trà. Chất theophylline trong trà có thể kích thích đến chuyển động của thai nhi, thậm chí gây nguy cơ cho sự phát triển của thai. Gan động vật. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mẹ bầu tiêu thụ quá nhiều gan động vật trong thời kỳ đầu mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em bé trong bụng. Nếu phụ nữ mang thai ăn quá nhiều gan động vật, đặc biệt là khi dùng các viên thuốc bổ sung sinh tố khác, lượng vitamin A được đưa vào cơ thể sẽ quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí gây quá thai. Ngoài ra, gan là bộ máy giải độc, là kho chứa chất độc lớn nhất trong cơ thể động vật. Một số chất độc đó khi ăn vào có thể ảnh hưởng xấu đến mẹ bầu và em bé. Thực phẩm dễ dị ứng. Khi mang thai, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến việc ăn uống, nhất là khi ăn những thực phẩm lạ mà cơ thể dễ bị dị ứng. Với bất cứ món ăn nào lạ, mẹ chỉ nên ăn một chút để thử phản ứng của cơ thể trước. Với những thực phẩm mà mẹ đã bị dị ứng trước đó, tuyệt đối không nên cố gắng ăn, bởi khi cơ thể bị dị ứng sẽ sản sinh ra một loạt các chất có hại cho bào thai. Khi cơ thể bị ngứa, phát ban, đau bụng, tiêu chảy, mẹ cần dừng sử dụng thực phẩm ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Với bất cứ thực phẩm nào đã từng khiến mẹ bị dị ứng đều không nên ăn khi mang thai. Giấm và thực phẩm có tính axit. Quá nhiều giấm và thức ăn có tính axit là một trong những thủ phạm gây ra dị tật. Đặc biệt là hai tuần đầu của thai kỳ, rất nhiều loại thực phẩm có tính axit có thể gây mệt mỏi, yếu kém. Sử dụng thực phẩm có tính axit trong thời gian dài không chỉ khiến người mẹ bị mắc những căn bệnh nhất định, mà điều quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Thức ăn xông khói, nướng. Các thực phẩm loại này phải dùng gỗ, than làm chất đốt để chế biến. Nhiên liệu đốt lên sẽ tán phát ra một loại chất độc làm ô nhiễm các thức ăn được xông nướng. Chất độc này có thể gây ra ung thư. Cứ mỗi ký cá xông và thịt nướng có tới mấy chục mg chất độc này. Cứ mỗi kg bánh thịt nướng có 79 mg chất độc. Đồ ngọt, đường, kẹo. Mặc dù đồ ngọt rất hấp dẫn với mẹ bầu, nhưng trong 3 tháng đầu và cả thai kỳ, chị em nên nhịn ăn để có sức khỏe tốt nhất. Mẹ bầu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến tăng cân nhiều, dễ gây tiểu đường thai kỳ và thậm chí lượng đường dư thừa sẽ tiêu thụ canxi, khiến mẹ bị thiếu canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và răng của trẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
những điều phải nhớ khi ăn mì gói để không mang bệnh vào người. Mì gói là món ăn nhanh quen thuộc với mỗi gia đình. Tuy nhiên, ăn nhiều mì tôm cực kỳ hại cho sức khỏe. Mì ăn liền vốn là một món ăn thay thế ngũ cốc phổ biến, tiện dụng và kinh tế đối với nhiều gia đình. Gần đây, thông tin thường xuyên dùng món ăn này có nguy cơ mắc bệnh khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Nếu bạn ăn mì tươi, sau thời gian này đã được tiêu hóa, nhưng với mì ăn liền vẫn còn nguyên sợi trong dạ dày. Điều đó chứng tỏ món ăn thông dụng này rất nguy hiểm với cơ thể. Trong một thí nghiệm đặc biệt của tiến sĩ Pradenko, công tác tại Bệnh viện Cộng đồng Mỹ cho biết, việc tiêu thụ mì ăn liền trên 3 lần một tuần có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Nó còn được cho là một đối thủ khó xơi đối với hệ tiêu hóa, bởi sau nhiều giờ vào cơ thể, những sợi mì này không dễ gì phân hủy. Chuyện ăn mì gói không đơn giản chỉ có cho nước sôi, thêm gia vị vào là xong, mà còn phải làm theo những bước sau để đảm bảo tránh khỏi bệnh ung thư từ chất phụ gia trong mì. Nguy hại khi ăn mì gói. Mì gói thường được quảng cáo là chiên qua dầu, chứ không hề sử dụng chất bảo quản để bảo quản. Tuy nhiên, trong dầu lại có chất chống lên men thực phẩm. Loại chất có thể dẫn làm suy giảm chức năng sinh sản, gây bệnh gan và nhiễm sắc thể dị thường. Gói gia vị mì ăn nhiều sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến gan, làm cơ thể bị mất nước và tăng huyết áp bởi chúng chứa chất chống oxy hóa và hàm lượng cao muối natri. Chất liệu làm bát, cốc đựng mì. Nếu sử dụng 0,001mg chất polystyrene, một ngày có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Tuy nhiên, nhà sản xuất nhằm tránh tình trạng bị biến hình khi gặp nước nóng nên có thể đã sử dụng tới 0,015mg chất này. Vậy là cả nhà hiểu mình có khả năng tiêu thụ bao nhiêu là cơ men chất polystyrene rồi. Cách ăn mì không hại sức khỏe. Vứt bỏ gói gia vị. Bác sĩ Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, mì ăn liền vốn được chế biến theo phương pháp chiên, tích nhiều dầu mỡ gây dễ béo, dẫn đến các bệnh béo phì, tim mạch. Dù đã có những nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thực phẩm này có nguy cơ suy dinh dưỡng cao. Trước những chất béo không tốt cho cơ thể này, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đưa ra lời khuyên, ngoài việc phải vứt bỏ gói dầu gia vị thường có trong mì ăn liền. Thêm rau xanh. Việc bổ sung nhiều rau xanh vào món mì ăn liền sẽ làm giảm tối đa lượng chất béo thừa. Mỗi bát mì nên thêm khoảng 150g rau xanh như cải ngọt, súp lơ, cải xanh, giá đỗ. Việc thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo rau ra ngoài cơ thể. Từ đó sẽ hạn chế được thấp nhất những tác hại chính mà bát mì gây ra. Bác sĩ Lâm khuyên. Ngoài ra, để bữa ăn có thêm dinh dưỡng, mỗi bát mì nên bổ sung từ 25 đến 30 g chất đạm như thịt bò, thịt lợn, hạt tôm. Tuyệt đối không ăn mì ướt. Việc chế biến mì ăn liền cũng được bác sĩ Lâm đặc biệt nhấn mạnh. Thay vì tiết kiệm thời gian bằng cách cho bát mì vào tô, đổ nước nóng, đậy nắp, đợi chín, bác sĩ Lâm khuyên nên đun sôi, đổ ra để ráo, tiếp tục nấu nước lần 2 và cho mì đã chín sơ vào chế biến. Bằng cách này, lượng chất béo và một số chất dinh dưỡng không tốt đã bị biến đổi trong bát mì sẽ giảm được phần nào. Đối với rau và thịt, cần nấu chín trước khi thêm vào mì. Nấu đúng cách. Cách nấu mì thông thường là đun nước sôi rồi cho vào mì và các gói gia vị vào, sau đó đun thêm khoảng vài phút là đem ra ăn. Tuy nhiên, cách chế biến nêu trên là hoàn toàn sai và gây hại cho sức khỏe của bạn. Thành phần chính trong gia vị của mì ăn liền là bột ngọt. Do đó, khi đun sôi bột ngọt sẽ biến dạng cấu trúc phân tử thành chất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, sau khi chiên, sợi mì ăn liền được phủ bởi một lớp dầu mà cơ thể phải mất từ 4 đến 5 ngày mới có thể tiêu hóa hết. Sau đây là cách nấu mì ăn liền đúng cách. Tuy hơi mất thời gian hơn, nhưng chúng ta cố gắng làm theo nhé. 1. Chần bát mì trong nước sôi. 2. Khi các cọng mì bắt đầu tách rời nhau, vớt mì ra và đổ bỏ nước, loại bỏ lớp dầu chiên bên ngoài sợi mì. 3. Nấu nồi nước sôi mới, bỏ mì vào trở lại nồi nước sôi, tắt lửa ngay sau đó để mì không bị nhão nát. 4. Sau khi tắt lửa, nước còn đang nóng, bỏ bột nêm vào trộn đều,
hoặc lấy mì ra và trộn với gói gia vị nếu là loại mì ăn khô. Lưu ý, gói bột nêm trong mì thường hơi nhiều, để tạo cảm giác đậm đà ngon miệng, chúng ta nên chỉ dùng một nửa hoặc 2/3, không nên ăn quá mặn. 5. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên chế biến riêng trứng, thịt, cá, tôm, rau xanh rồi thêm vào mì. Một vài tác hại khi ăn nhiều mì ăn liền. Thiếu dinh dưỡng. Mì ăn liền chỉ chứa năng lượng chủ yếu từ chất béo và tinh bột. Dùng nhiều mì ăn liền khiến bạn bị mất cân bằng dinh dưỡng và béo bụng do tiêu thụ nhiều tinh bột. Bệnh tim mạch. Bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do chất béo trans fat có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch. Hại thận. Mì ăn liền thường được ướp rất nhiều muối. Với lượng muối cao như vậy, khi ăn đương nhiên làm hại thận. Loãng xương. Trong mì ăn liền có chứa nhiều phosphat giúp cải thiện mùi vị, tuy làm ngon miệng nhưng lại khiến chúng ta bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi. Ung thư. Mì ăn liền với các thành phần phụ gia, màu thực phẩm, chất béo bão hòa, quá nhiều muối. Các nghiên cứu kết luận rằng mì ăn liền có khả năng gây ung thư nếu ăn nhiều trong thời gian dài. Không thể phủ nhận vai trò của mì ăn liền trong cuộc sống nhiều bận rộn như ngày nay. Tuy nhiên không thể xem đây là một món ăn hoàn hảo, có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Vì nếu dùng thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe. Khi ăn mì, bạn hãy chịu khó dành thêm vài phút để nấu mì theo cách nêu trên nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.